Mến chào các bác, bên cạnh em đây là một cây hoa mẫu đơn đang nở rất là đẹp. Và gần đây có một số bác chia sẻ trên kênh Hoa Vườn Nhà là cây hoa mẫu đơn trong vườn nhà các bác bị vàng lá. Các bác đang muốn tìm hiểu cái nguyên nhân và cái hướng để khắc phục triệt để giúp cây hoa mẫu đơn nó khỏe hơn, nó xanh hơn, nó đẹp hơn và nó nở hoa rực rỡ hơn. Thì hôm nay em xin chia sẻ với các bác hai nguyên nhân dẫn tới cái việc cây hoa mẫu đơn trong vườn nó bị vàng lá. Nguyên nhân đầu tiên đó là cây hoa mẫu đơn nó bị úng nước, thối rễ. Nguyên nhân thứ hai đó là cây hoa mẫu đơn bị sốc phân. Thì em sẽ chia sẻ từng nguyên nhân một và tìm cái hướng khắc phục để các bác có thể có những cái cây hoa mẫu đơn khỏe mạnh nhất, đẹp nhất, nở hoa rực rỡ nhất để trang trí cho khuôn viên gia đình nhà mình các bác nhé. Nguyên nhân đầu tiên đó là úng nước, thối rễ khiến cho cây hoa mẫu đơn bị vàng lá. Chính xác là cái hiện tượng vàng lá của cây hoa mẫu đơn là làm cây mất đi chất diệp lục, một loại chất tạo điều kiện để hấp thụ ánh sáng mặt trời. Nó có thể chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời này thành một dạng năng lượng khác, phục vụ cho quá trình quang hợp và một số quá trình khác. Khi lá không còn chất diệp lục thì sẽ bị chuyển thành màu vàng. Vậy hiện tượng mà cây hoa mẫu đơn bị úng nước, thối rễ này có nguy hiểm không? Tất nhiên là nó quá nguy hiểm với các loại hoa cây cảnh nói chung và hoa mẫu đơn nói riêng. Bởi vì nếu bị úng nước, thối rễ lâu dài thì cây hoa mẫu đơn có thể nó bị chết nha các bác nhé. Nói một cách ngắn gọn, chất diệp lục được sinh ra từ việc chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời. Chất cung cấp dinh dưỡng cho cây, thúc đẩy quá trình chuyển hóa. Khi chất dinh dưỡng không đủ, chất diệp lục sẽ bị mất đi, dẫn tới hiện tượng vàng lá. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới sự sinh trưởng, phát triển, đóng nụ và ra hoa của cây. Khi cây hoa mẫu đơn bị úng nước, thối rễ, xảy ra với cả những cây hoa mẫu đơn trồng trên chậu và những cây hoa mẫu đơn trồng ở dưới đất. Và cách chữa cái cây hoa mẫu đơn vàng lá đơn giản nhất và hiệu quả nhất là chúng ta chăm sóc bộ rễ cây. Chỉ khi bộ rễ cây khỏe mạnh thì cây sẽ phát triển tốt và trở lại bình thường, không bị vàng lá nữa. Tuy nhiên, việc đầu tiên là tìm ra nguyên nhân khiến cho cái cây hoa mẫu đơn bị thối rễ, chết rễ để khắc phục. Một vài nguyên nhân có thể kể tới như là cây hoa mẫu đơn bị ngập nước, úng nước, cũng có thể bị lây lan từ các cây khác trong vườn. Tuy nhiên ấy, khi mà cây hoa mẫu đơn bị úng nước thì thường là cái nguyên nhân lớn nhất dẫn tới cái việc nó bị vàng lá các bác ạ. Úng nước xảy ra ở trên chậu thì thường do chất trồng của chúng ta thoát nước không được tốt, dẫn tới cái việc là cây hoa mẫu đơn nó bị bí rễ. Rất là nhiều bác có thói quen sử dụng đất vườn, đất thịt để trồng cây hoa mẫu đơn. Khi các bác trồng như vậy thì thường những cái loại đất này nó rất là bí, nó gây ra hiện tượng bí rễ. Cho nên là khi các bác tưới nước thì nó sẽ không ngấm nước. Và nếu tưới quá nhiều hoặc mưa kéo dài thì nó sẽ ngấm nước nhiều, dẫn tới cái việc là bộ rễ nó sẽ bị úng nước, dẫn tới rễ bị thối rễ, bị nấm rễ, rễ bị nấm tuyến trùng các bác ạ. Mặt khác, khi các bác trồng trên chậu, các bác không lót đáy chậu thì sẽ làm tắc cái lỗ thoát nước ở dưới đáy chậu, sẽ làm cho cây hoa mẫu đơn nó bị úng nước. Cho nên thường thường những cái hiện tượng úng nước xảy ra trên chậu nhiều hơn là xảy ra khi mà chúng ta trồng dưới đất. Tuy nhiên, khi các bác trồng hoa mẫu đơn dưới đất, nếu mà các bác trồng ở mặt phẳng của vườn, khi mà các bác không đánh thành từng mô để các bác trồng thì cũng rất dễ xảy ra hiện tượng bị úng nước khi mà toàn bộ cái vườn của chúng ta bị ngập nước do mưa. Hoặc là vườn của chúng ta nó thấp hơn mặt đường, thấp hơn mặt sân, dẫn tới cái việc là độ ẩm nó rất là cao, 80-90%. Khi đó thì rễ của cây hoa mẫu đơn nó sẽ bị thối. Nó thối rễ dần thì nó sẽ vàng lá dần, dẫn tới cái việc lâu dài thì cây hoa mẫu đơn nó sẽ bị úng nước, thối rễ, nó chết các bác nhé. Cách khắc phục, đầu tiên thì các bác phải trộn chất trồng sao cho tươi xốp. Cụ thể là các bác có thể trộn từ đất vườn cộng với vỏ chấu tươi cộng với mụn sơ dừa đã qua xử lý. Các bác cứ trộn ba cái thành phần đó với tỷ lệ bằng nhau, nó sẽ tạo ra một cái giá thể cực kỳ tươi xốp. Bên cạnh đó thì các bác sẽ bổ sung thêm một chút chichoderma để nó diệt hết các cái bào tử nấm có hại và giúp các cái hợp chất hữu cơ có trong giá thể nó nhanh được khoai mục các bác nhé.
Kết hợp thì các bác sẽ sử dụng xỉ than tổ ong để các bác lót đáy chậu dày từ 15 tới 20 cm để thoát nước được tốt hơn. Nếu chậu quá to thì các bác khoan thêm những lỗ thoát nước ở đáy chậu, ít nhất là từ 3 tới 4 lỗ thoát nước. Còn chậu đường kính từ 50 đến 60 cm chỉ cần một lỗ thoát nước. Tuy nhiên ấy, lỗ thoát nước phải to, và khi các bác lót đáy chậu bằng xỉ than tổ ong thì các bác lót dày như vậy thì đảm bảo cái việc nó sẽ thoát nước rất là tốt, rất là hiệu quả các bác nhé. Nếu mà cây của các bác nó yếu, nó vàng lá nặng rồi thì các bác lưu ý là chúng ta tuyệt đối không vặt hết lá và cắt hết chi cành nhé. Nếu mà các bác làm như vậy thì cây không quang hợp được thì nó sẽ rất là khó cứu. Đầu tiên ấy thì các bác sẽ bứng cái cây lên. Nếu mà cây nó bị thối rễ rồi ấy thì các bác sẽ lấy kéo các bác cắt bỏ hết những cái rễ thối, rũ hết đất, thậm chí là các bác rửa sạch cái bầu đi. Sau đó các bác sẽ cắt tỉa bớt chi cành, cắt tỉa bớt lá đi. Sau đó thì các bác sẽ ngâm vào các cái chế phẩm diệt khuẩn. Các bác có thể ngâm vào man xanh, mancozeb, zidominol hoặc là phi san. Và đơn giản nhất thì các bác có thể ngâm vào nước vôi trong pha với tỷ lệ khoảng 10%. Các bác ngâm khoảng 20 đến 30 phút thì sẽ diệt hết các cái bào tử nấm có hại, các cái vi khuẩn có trên rễ cây hoa mẫu đơn khi mà nó bị suy yếu như vậy các bác nhé. Tiếp theo là các bác tiến hành dâm ủ lại cái cây hoa mẫu đơn. Các bác có thể dâm ủ vào cái chất trồng mà chúng ta vừa trộn, hoặc là dâm ủ vào cát trộn với mụn sơ dừa, hoặc là dâm ủ vào mụn sơ dừa đã qua xử lý đều được nhé. Khi các bác dâm ủ để cứu cái cây hoa mẫu đơn như vậy thì các bác hãy để cây hoa mẫu đơn ở một cái vị trí thoáng và mát các bác nhé. Không được phơi nắng và không để ở vị trí tối quá, nó sẽ không ra rễ và không bật mầm được đâu. Và cứ tầm 3 ngày thì các bác tưới các cái chế phẩm kích rễ cho em một lần. Cụ thể là các bác có thể sử dụng Atonic này, hoặc là Biorot này. Các bác pha loãng ra, các bác tưới để giữ ẩm cho cây hoa mẫu đơn, để giúp cây hoa mẫu đơn nhanh ra rễ và nhanh bật mầm trở lại các bác nhé. Còn với những cái cây hoa mẫu đơn ấy nó bị vàng lá nhẹ ấy, thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách là chúng ta sẽ thay giá thể cho cây hoa mẫu đơn. Chúng ta chỉ cần cắt sơ qua tán thôi, sau đó các bác bới hết giá thể trong chậu đi. Các bác lót đáy chậu sao cho nó thoát nước tốt, sau đó thì các bác trộn chất trồng như em hướng dẫn, em chia sẻ. Và ở cái thời điểm này thì các bác sẽ không trộn phân vào giá thể nhé. Các bác cứ trộn chất trồng bình thường như vậy cho em, để chúng ta sẽ khắc phục cái tình trạng cái cây hoa mẫu đơn nó bị vàng lá. Và tuyệt đối các bác không sử dụng các cái loại phân bón để các bác bón cho cây hoa mẫu đơn ở thời điểm này nhé. Bởi vì thời điểm cây hoa mẫu đơn nó đang bị ảnh hưởng bộ rễ, chúng ta càng bón phân thì cây hoa mẫu đơn nó càng yếu. Các bác lưu ý cho em cái điều như vậy. Nguyên nhân thứ hai đó là cây hoa mẫu đơn bị sốc phân. Đại đa phần những bác mới chơi hoa cây cảnh ấy, thì thường hay để cho những cái cây mình trồng trong vườn bị sốc phân. Cụ thể là các bác luôn bón phân quá liều. Khi mà các bác bón phân ấy, các bác nhìn thấy ít quá các bác lại cho thêm, ít quá lại cho thêm. Chính cái điều đấy sẽ làm hại cho cái cây hoa mẫu đơn. Và các bác có một cái thói quen là 1-2 ngày lại bón phân một lần. Trong khi đó có một số cái dòng phân bón, ví dụ như NPK, từ 15 ngày chúng ta mới tưới một lần. Và nếu mà bón nguyên hạt thì 1 tháng chúng ta mới bón một lần. Còn các bác cứ bón liên tục sẽ làm dư cái lượng phân có trong giá thể, làm cho cái cây hoa mẫu đơn nó bị sốc phân, khiến cho cái cây hoa mẫu đơn càng ngày nó càng vàng lá các bác nhé. Và khi bón phân ấy, các bác bón mất cân đối. Cụ thể là có thể các bác chỉ bón phân hóa học thôi mà các bác không bón phân hữu cơ, hoặc là các bác không bổ sung thêm trung vi lượng, không bổ sung thêm magie kẽm cho cây hoa mẫu đơn, khiến cho cái cây hoa mẫu đơn nó thiếu trung vi lượng, cũng dẫn tới cái việc nó bị vàng lá. Cho nên là các bác phải bổ sung ngay. Ví dụ như các bác có thể mua những cái gói vi lượng kết hợp thêm cái magie kẽm cộng với sắt, các bác phun lên tán cây hoa mẫu đơn để giúp lá cây hoa mẫu đơn xanh hơn. Khi mà các bác khắc phục như vậy thì cây hoa mẫu đơn nó có cái bộ lá sẽ rất đẹp các bác nhé. Còn nếu mà cây hoa mẫu đơn bị sốc phân ở cái thể nhẹ thì các bác có thể sử dụng B12, các bác xịt lên tán cây và hòa ra nước để tưới thì sẽ khắc phục được phần nào cái hiện tượng sốc phân. Còn nếu mà sốc phân nặng quá thì chỉ còn cách là các bác sẽ bứng lên, các bác rửa hết bộ rễ rồi các bác trồng lại, các bác chăm sóc lại thì mới cứu được cây nhé. Còn nếu mà các bác cứ kệ cây ở trong chậu thì bản thân cái giá thể nó đã ngậm rất là nhiều phân, nó dư quá lớn phân rồi, thì các bác sẽ không còn cách nào để cứu đâu.
chỉ còn cách là nhổ lên. Cho nên là trồng hoa cây cảnh ấy, các bác phải lưu ý tới cái quá trình sinh trưởng phát triển của nó hàng ngày để chúng ta có thể điều chỉnh cái lượng phân bón, lượng nước có trong giá thể để giúp cây khỏe mạnh hơn, tránh tình trạng là vài ngày hoặc là một tuần hoặc là chục ngày chúng ta mới để ý thì lúc đó cái cây của chúng ta nó đã rất yếu rồi, rất là khó cứu khi mà cây nó xảy ra sự cố các bác nhé. Các bác lưu ý cho em cái điều như vậy các bác ạ. Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác xem video trên kênh Hoa Vườn Nhà nhớ nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé. Nếu có bất kể một chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại phần comment. Em cùng các bác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta chăm sóc các loại hoa cây cảnh trong vườn nhà để nó nở hoa thật đẹp trang trí cho khuôn viên gia đình của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.